Không, các bạn chat lại để báo cho các thầy cô biết được. À, như vậy thì cái phần bài của buổi hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục cái bài là cơ sở sinh lý của các hoạt động tâm lý. Thì ở bài của buổi hôm trước á, chúng ta đã được giới thiệu về các cấu trúc của hệ thần kinh có liên quan nhiều tới các hoạt động tâm lý. Cái thứ hai là chúng ta được giới thiệu các chất dẫn truyền thần kinh tham gia vào những cái hoạt động tâm lý của con người, và chúng ta cũng được giới thiệu sơ nét năm cái quy luật hoạt động của cái hệ thần kinh. Thì hôm nay tiếp tục trong cái phần sau của bài học đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể vào một vài cái hoạt động của cái nhận thức và cảm xúc trong cái hoạt động tâm lý của con người. Thì phần nội dung của bài hôm nay á, trước tiên nội dung thứ nhất là sự cảm thụ và sự cảm nhận. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái quá trình lưu trữ bộ nhớ. Cái thứ ba là hoạt động nhận thức của con người. Cái thứ tư là cái quá trình mà diễn ra cái quá trình suy luận, ngoại suy và giải quyết vấn đề, những cái hoạt động, những cái bước xảy ra diễn ra trong bộ não của chúng ta. Và cái thứ năm là chúng ta nói về những cái xúc cảm mà cơ bản mình có ở trong cái hoạt động tâm lý của mình. Thì cái nội dung đầu tiên giới thiệu với các bạn đó là sự cảm thụ và sự cảm nhận. Hai cái này khác nhau. Thì bây giờ sự cảm thụ là chúng ta đang chỉ về một cái quá trình chúng ta tiếp nhận những thông tin từ ở bên ngoài môi trường đưa vào bên trong cơ thể mình, và mình tiếp nhận cái đó bằng một cái công cụ, đó là cái thần kinh cảm giác. Thì chúng ta có năm cái giác quan cơ bản, và để là những cái cơ quan để chúng ta tiếp nhận những cái thông tin từ bên ngoài. Chúng ta quan sát ở trên hình có thể thấy đó là thính giác tiếp nhận về mặt âm thanh, thị giác ghi nhận về mặt hình ảnh của sự vật hiện tượng, xúc giác chúng cho chúng ta những cảm nhận về đau, về nhiệt. Tiếp theo đó là khứu giác về mùi và vị giác. Thì như vậy cái sự cảm thụ, nhắc lại một lần nữa, là một cái sự tiếp nhận đơn thuần, tiếp nhận những cái thông tin mà từ cái cuộc sống ở bên ngoài đưa vào thông qua cái hệ thần kinh cảm giác của chúng ta. Tiếp theo cái sự cảm thụ đó là sự cảm nhận. Thì khi nói về sự cảm nhận đó thì chúng ta ở đây quan trọng là chúng ta sẽ có một cái sự sắp xếp, sự nhận dạng và diễn dịch những cái thông tin được tái hiện và hiểu biết về cái thế giới bên ngoài hoặc nội tâm của mình, hay chúng ta còn gọi là tri giác nha. Thì như vậy quá trình tri giác là một quá trình mà chúng ta thấy đó, chúng ta sẽ sử dụng những cái thông tin từ cái thần kinh cảm giác mà chúng ta thu nhận được, nhưng không chỉ đơn thuần ghi nhận thông tin là A là B là C, mà lúc này có một cái quá trình sắp xếp, quá trình xử lý những thông tin đó, quá trình diễn dịch những cái nội dung, có sự gắn kết những cái thông tin đó trong một cái hệ thống, một cái chỉnh thể, chứ không đơn thuần là sự tiếp nhận những cái thông tin riêng lẻ. Thì đó là cái ý nghĩa quan trọng của cái sự tri giác của con người. Như vậy là hay là cảm giác chỉ đơn thuần là một cái sự ghi nhận thông tin, còn sự tri giác là chúng ta có một cái hoạt động thần kinh có sự chủ động xử lý những thông tin đó để mà lưu giữ những cái thông tin kiến thức về thế giới xung quanh cho mình. Và cái quan trọng là chúng ta có cái sự khái niệm hóa về những thứ mà chúng ta ghi nhận từ bên ngoài vào bên trong mình. Như vậy đó thì cái sự tri giác của chúng ta đó là một cái quá trình có ý thức, và ở đây sẽ nói cho các bạn một cái nguyên tắc làm việc của cái sự tri giác có ý thức đó. Thì nó sẽ có cái nguyên tắc đầu tiên là chúng ta có một quá trình chúng ta gọi là từ dưới lên, tức là bottom up. Thì cơ bản cái quá trình này đó là chúng ta sẽ cơ bản là thu nhận những cái thông tin đó ở mức về hình dạng, kích cỡ, màu sắc. Sau đó chúng ta sẽ ráp nối, phối hợp những cái thông tin đó, tái hiện nó lại bằng trong một cái chỉnh thể chung. Đó là như vậy là chúng ta đi từ một cái mức độ thấp, những thông tin riêng lẻ, đơn giản, để đưa tới một cái thông tin ở mức độ cao hơn, có cái sự kết hợp, có cái sự gắn kết. Thì đó là chúng ta sẽ gọi cái quá trình đó là từ dưới lên hay là bottom up. Còn một cái quá trình khác nữa mà chúng ta sẽ gọi tên nó là top down, tức là từ trên xuống. Thì lúc này chúng ta xuất hiện một cái khái niệm mình gọi là kinh nghiệm ưu tiên. Tức là chúng ta sẽ những cái thông tin mà chúng ta sẽ tiếp nhận đó, thì lúc này chúng ta đặt để trong đó những cái sự phân loại, so sánh và nối kết mà dựa trên cái kinh nghiệm hiểu biết trước đó của chúng ta. Nghe như vậy là không đơn thuần chỉ là nhận thông tin rồi xử lý theo cái hướng từ cái thông tin nó ghi nhận vào, mà ở đây có một sự chủ động đặt để cái gọi là kinh nghiệm ưu tiên, để mà và cái kinh nghiệm ưu tiên này sẽ ảnh hưởng rõ rệt tới cái sự tái hiện những cái hình ảnh đó, những cái khái niệm đó ở trong đầu mình. Cái hình ảnh này chúng ta quan sát ở trên màn hình, chúng ta thấy cái dòng ở phía trên đó cũng là một cái hình ảnh ở ở phía phía sau chữ A này. Thì nếu mà chúng ta đặt để nó ở trong cái không gian là phía sau chữ A, phía trước chữ B đó, thì chúng ta sẽ liên tưởng nghĩ ngay cái hình ảnh này làm cái chữ B. Nhưng mà nếu cũng là một hình ảnh tương tự như vậy, chúng ta đặt để trong cái hoàn cảnh ở phía dưới này, phía sau cái số 12, thì lúc đó chúng ta lại gán cho nó một cái ý nghĩa, đó là số 13. Như vậy đó chính là cái việc là chúng ta đã áp dụng cái thứ tự ưu tiên của mình để mà đánh giá một cái sự vật, một cái hình ảnh mà chúng ta ghi nhận được từ bên ngoài vào nha. Rồi, ngoài cái sự như vậy đó, thì trong tâm lý đó, ngoài những cái quá trình mà chúng ta ý thức, chúng ta hiểu một cách rõ ràng, chúng ta biết là chúng ta đang ghi nhận, đang nghĩ như vậy, thì đặc biệt chúng ta còn có những cái hoạt động mà gọi là một cái sự cảm nhận vô thức,
cái sự tri giác vô thức hay là cảm nhận dưới ngưỡng, thì cũng giới thiệu qua cho các bạn. Nó là một cái hình ảnh được tái hiện của các cái tế bào thần kinh thuộc hệ thống phân tầng ở vỏ não. Và chúng ta sẽ thấy là đó là những cái sự tưởng tượng, ảo giác hay hoang tưởng là một cái dạng mà mình tái hiện những cái cảm nhận vô thức đó. Và các rối loạn bệnh lý tâm thần gây ra bởi nhiều những nguyên nhân khác nhau là cái sự biểu hiện khi mà có những cái vấn đề đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái người bệnh sẽ có cái biểu hiện những cái hình ảnh, tái hiện những cái hình ảnh này trong đầu của họ. Như vậy là chúng ta đi qua cái quá trình gọi là cái hoạt động của cái sự cảm giác và tri giác của chúng ta. Một cái hoạt động thứ hai cũng quan trọng mà sẽ giới thiệu cho các bạn ở đây chính là cái quá trình trí nhớ, ghi nhớ của bộ não mình. Thì như vậy về mặt các bước của cái quá trình này thì cơ bản chúng ta sẽ có ba bước. Cái bước đầu tiên người ta gọi nó là mã hóa, tức là phải có cái việc là chúng ta xử lý những cái thông tin mà chúng ta ghi nhận vào. Những cái thông tin đó, nếu mà như vậy cái việc mà chúng ta ghi nhận nó đó, thì cái quan trọng ở chỗ chúng ta mã hóa nó đúng đắn hay mã hóa nó có phương pháp và dễ nhớ, thì cái việc mà lưu trữ ở những giai đoạn sau sẽ tốt hơn. Cái bước thứ hai, khi mã hóa rồi, khi gắn nó với những cái khái niệm, những cái kiến thức mình đã có từ trước, thì đó là tới vấn đề là lưu trữ, là chỉ cái khả năng chúng ta sẽ giữ lại thông tin bộ nhớ đó theo thời gian. Phần này chúng ta sẽ nói tiếp ở những slide nữa. Và cuối cùng là chúng ta mã hóa, chúng ta lưu trữ rồi, và khi cần thì đó là chúng ta sẽ có cái quá trình gọi là phục hồi, tức là gợi lại những cái đã mã hóa, đã lưu trữ bằng cái ý mong muốn, cái nỗ lực của cá thể đó. Thì đó là ba cái quá trình cơ bản của cái việc hình thành trí nhớ ở con người. Thì như vậy cái cấu trúc nào của não bộ mà tham gia vào những cái hoạt động trí nhớ này, thì chúng ta cũng đã nhắc tên những cái cấu trúc này ở những cái phần, ở cái phần bài của tuần trước, đó như là hạch nền, đó như là hệ thống viền, mà cụ thể là amygdala, hạch hạ vần, tức là vùng hạnh nhân đó. Ngoài ra chúng ta có sự tham gia của cái vùng vỏ não, ổ mắt và trán, thì nó sẽ chi phối một cái chức năng gọi là trí nhớ tiềm ẩn, thì chúng ta sẽ nói cụ thể sau. Còn chúng ta có một loại trí nhớ là trí nhớ rõ rệt, thì lúc đó nó sẽ có sự tham gia của hồi hải mã và thùy thái dương giữa. Về mặt phân loại trí nhớ thì chúng ta có nhiều cái cách phân loại. Nếu mà phân loại theo thời gian tồn tại của cái trí nhớ trong não bộ mình đó, thì cơ bản chúng ta sẽ phân thành là trí nhớ ngắn hạn, là cái loại trí nhớ mà nó chỉ kéo dài trong một vài giây hoặc cùng lắm là một vài phút, và sau cái thời gian đó chúng ta sẽ quên ngay lập tức. Còn ngược lại với cái đó là trí nhớ dài hạn, tức là một cái thông tin mà mình lưu lại được, lưu trữ kéo dài có thể hàng năm và thậm chí suốt đời, với những cái sự kiện, những cái thông tin mà mình ghi nhớ được rất lâu dài, thì đó nó đã trở thành là một cái trí nhớ dài hạn. Thì ở cái phần trung gian đó, chúng ta cũng có thể chia thêm một cái phần gọi là trí nhớ trung hạn, là một cái giai đoạn trung gian chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn. Về mặt hồi lúc nãy chúng ta có nói về cái trí nhớ tiềm ẩn hay trí nhớ rõ rệt, đó là khi chúng ta phân loại cái trí nhớ đó khi nhìn nó theo cái kiểu là về mặt hình thức và nội dung của trí nhớ tiềm ẩn đó, tức là nó là những cái sơ đồ, những cái mô hình mà mình có được, thu nhận được từ rất là nhiều trải nghiệm, nó kết hợp lại với nhau, thì cái trí nhớ đó nó không có cụ thể, không có nói ra được rõ ràng, nhưng mà nó tạo nên những cái sơ đồ, những cái mô hình ở bên trong não mình, và khi mà mình có những cái hoạt động ghi nhớ khác thì mình có thể kết nối những cái kiến thức vào trong những cái sơ đồ, những cái mô hình đó, những cái hồi ức và ở trong quá khứ. Còn ngược lại với trí nhớ tiềm ẩn là những cái trí nhớ rõ rệt về cái sự lưu trữ kiến thức, về những kiến thức học tập, nhận dạng mà chúng ta có thể trình bày ra được, gọi tên ra được, mà nói một cách rộng đó là chúng ta diễn đạt được qua chữ viết, qua hình vẽ. Cái trí nhớ rõ rệt đó thì chúng ta thấy là nó sẽ có sự tham gia của ý thức và liên quan đến cảm giác của sự nhớ lại. Sau cái phần trình bày trí nhớ đó thì tiếp tục chúng ta sẽ nói về cái hoạt động nhận thức ở con người. Thì chúng ta thấy về nhận thức đó, thì chúng ta có những cái thành phần nhỏ như là có thể gọi tên như là trí tuệ, về mặt là ngôn ngữ, về mặt suy nghĩ và tái hiện, về cảm xúc, về trí nhớ, về khả năng chú ý, về tri giác. Thì các cái hoạt động nhận thức của con người đó, về cơ bản chúng ta sẽ có hai cái hoạt động là những cái nhận thức cảm tính và nhận thức là lý tính. Thì cái giai đoạn cảm thức, nhận thức cảm tính đó, chúng ta sẽ gồm ba bước. Bước đầu tiên đó là cũng là một cái bước cảm giác, tức là mình ghi nhận những cái kích thích từ vật thể đó lên những cái giác quan, như cái quá trình cảm giác mà mình đã nói từ ban đầu. Bước thứ hai là bước mình tri giác, tức là mình sẽ tổng hợp những cái cảm giác thu được đó, cùng là một cái vật thể đó, có thể cung cấp cho mình về mặt hình ảnh, về mặt âm thanh, về mặt mùi, về mặt xúc giác. Thì như vậy quá trình tri giác là quá trình chúng ta tích hợp, tổng hợp những cái thông tin đó, gắn kết nó lại với nhau, để mà tiếp theo đó là bước mình là bước biểu tượng. Là khi mà cái vật thể không còn tác động lên những giác quan đó nữa, thì cái sự lưu giữ trong tế bào vỏ não của chúng ta vẫn để lại cái dấu vết của những kích thích đó, làm chúng ta nhớ lại được những cái kích thích đã từng có khi mình tiếp xúc với cái vật đó. Dù ở thời điểm này mình không tiếp xúc nữa, không nhìn thấy nó nữa, nhưng mà mình vẫn
tái hiện lên trong đầu mình những cái hình ảnh, những cái cảm giác về cái vật đó. Thì đó là cái bước mà chúng ta gọi là bước biểu tượng. Một cái giai đoạn nhận thức khác nữa, đó là giai đoạn nhận thức lý tính. Thì bước đầu của giai đoạn nhận thức lý tính này chính là bước mà chúng ta sẽ khái niệm, là trừu tượng hóa và khái quát hóa những cái hiện thực khách quan mà mình ghi nhận được từ cái môi trường xung quanh mình. Mình gắn cho nó những cái tên gọi, những cái khái niệm để mình khái quát hóa nó. Cái bước thứ hai là bước mình gọi là quan niệm, tức là những cái khái niệm mà mình đặt đó được tập hợp lại và qua một cái quá trình là phán đoán và suy lý của vỏ não để rút ra những cái nhận định riêng của mỗi cá nhân về những vấn đề mà mình quan sát, nhìn nhận thấy. Và cái bước cuối cùng là bước tư duy, tư tưởng. Thì ở đó đó mình sẽ có cái câu chuyện là nhiều quan niệm của mỗi người tập hợp lại thành một cái tư tưởng của riêng người đó hoặc của riêng một cộng đồng, một quần thể. Thì đó là những cái ba cái bước mà mình gọi là trong giai đoạn nhận thức lý tính. Như vậy đó thì mình sẽ có là một cái quá trình nhận thức cơ bản là mình có một cái thông tin ở bên ngoài, mình tiếp nhận thông tin đó bằng tri giác. Thì mình nói rồi, ở đây mình nói thêm là cũng cần phải có một cái sự tập trung chú ý của cái hoạt động não bộ để mà cái sự tri giác đó được đầy đủ chuẩn mực. Cái thứ hai là học tập, học tập với cái biểu hiện rõ nhất là những phản xạ có điều kiện. Bước tiếp theo đó là mình sẽ có cái sự tư duy và gắn kết những cảm xúc vào trong cái thông tin mình ghi nhận được, rồi từ đó hình thành nên trí nhớ đi kèm với cảm xúc, rồi và cuối cùng là cái bước là mình tư duy phân tích và đưa ra quyết định. Thì cái ngoại suy tư duy phân tích này mình cũng sẽ được trình bày ở phần sau. Như vậy đó thì có một điều là hoạt động nhận thức của mỗi người đó mình thấy là nó là một cái sự chủ động của mình trong việc xử lý những thông tin từ bên ngoài đưa vào. Tuy nhiên nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng của những cái tư tưởng, những cái đặc điểm đặc thù cho từng chủng tộc, từng dân tộc, từng khu vực địa lý, về cả quan điểm chính trị, kinh tế, văn hóa mà cá nhân và cộng đồng đó đang sinh sống nữa. Như vậy nếu mình chỉ nói vấn đề là chủ động của người đó không thì có thể chưa đầy đủ, mà bản thân cá nhân đó cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài trong việc là nhận thức về cái cuộc sống xung quanh. Cái phần thứ tư để trình bày với các bạn đó là cái quá trình suy luận ngoại suy, hay là cái cách thức mà chúng ta giải quyết một cái vấn đề. Thì như vậy ở đây đưa ra chúng ta một cái ví dụ là khi mà bạn nhìn thấy một cái con chuột trong dạng bếp hay bạn đang bị nhốt ở bên ngoài và bạn không có chìa khóa để mở ổ khóa, thì lúc đó đó những cái suy nghĩ gì, những cái cảm xúc gì nó sẽ xuất hiện ở trong đầu của bạn, và những cái điều đó đó nó sẽ đưa tới cho bạn hành động như thế nào. Thì như vậy tất cả những cái điều đó mình sẽ quan sát lại trong cái hoạt động suy nghĩ ở trong não bộ của mình nó đã diễn ra như thế nào, những cái quá trình gì ở cái thời điểm đó. Như vậy mình nói lại rằng là những cái hình ảnh khi mà được đưa vào não đó thì không chỉ đơn thuần là tiếp nhận thông tin, mà nó còn là một cái quá trình tâm lý phức tạp tham gia của nhiều yếu tố. Và cái quá trình nhận thức đó thì nó sẽ tạo nên cái cách mình suy luận và cái cách mình giải quyết vấn đề. Và nó đòi hỏi một cái sự kết hợp giữa những cái thông tin mà mình đang ghi nhận ở cái thời điểm hiện tại, rồi kết hợp với những cái kinh nghiệm đã được lưu trữ trong bộ nhớ của mình. Mình đã trải qua cái chuyện đó như thế nào, mình đã từng xử lý những cái trường hợp tương tự như thế nào. Nhưng mà ngay cả cái quá khứ, cái kinh nghiệm đó cũng chưa thể giải quyết được, mà quan trọng hơn hết là những cái khả năng sáng tạo của chính bản thân người đó để mà đối phó với những cái tình huống ở thời điểm hiện tại có thể đã khác cái quá khứ trước đó. Như vậy thì ở đây sẽ nói cho chúng ta những cái yếu tố căn bản mà làm nền tảng cho cái hoạt động tư duy của mình. Thì hai cái yếu tố mà nó sẽ quyết định ra cái chuyện chúng ta tư duy và đưa ra những cái quyết định như thế nào đó là cái phương pháp lý luận của chúng ta, và cái thứ hai là cái quy tắc mà mình lựa chọn quyết định. Thì về phương pháp lý luận đó, mình sẽ có hai cái phương pháp cơ bản, đó là phương pháp suy diễn hoặc là chúng ta sẽ đi theo phương pháp là quy nạp. Còn về quy tắc mà chúng ta lựa chọn quyết định đó, thì chúng ta cũng sẽ có hai cái loại quy tắc, chúng ta gọi là đi theo thuật toán hay là algorithm, hoặc là chúng ta đi theo cái thuật sáng tạo heuristic. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái phương pháp lý luận. Thì phương pháp suy diễn là gì? Là chúng ta sẽ căn cứ vào một những cái giả định, những cái tiền đề nào đó đã được đưa ra trước đó, đã được xác nhận trước đó, để chúng ta đưa ra cái kết luận dựa trên những cái giả định đó. Và cái kết luận được suy ra sẽ từ những cái nguyên tắc, quy tắc tổng quát mà mình đã hiểu biết trong đời sống. Thì nếu mà giả định đó đó, thì mình sẽ dựa trên một cái nguyên tắc là bây giờ nếu cái giả định đó là đúng hay hợp chân lý, thì cái kết luận mà mình đưa ra dựa trên những giả định đó là chắc là cũng phải đúng. Cái kỹ thuật này chủ yếu là chúng ta thường hay gọi là cái tam đoạn luận. Về cái phương pháp quy nạp đó, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ suy ra được quy tắc tổng quát từ những trường hợp cụ thể. Cái quá trình suy từ những trường hợp cụ thể như thế này đó, thì như vậy chúng ta, những trường hợp cụ thể đó chúng ta phải có sự quan sát, phải có kiến thức, và nó sẽ có ảnh hưởng của niềm tin bản thân về những cái thế giới xung quanh. Về quy tắc, đó là cái quy tắc mà chúng ta, phương pháp mà chúng ta lý luận, suy nghĩ diễn ra trong đầu. Còn về mặt
lựa chọn quyết định á, thì khi chúng ta đi theo cái quy tắc thuật toán thì đó là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng một chuỗi những cái bước tuần tự và máy móc, tức là có trước có sau, nó có những cái nguyên tắc à, nhưng trường hợp này là phải làm như thế này, trường hợp khác là phải làm thế khác. À, chẳng hạn ở đây ví dụ chúng ta là công thức để xoay một cái khối Rubik, mặc dù là chúng ta sẽ không cần phải hiểu những cái nguyên lý là xoay bước 1, bước 2 như thế nào, chúng ta chỉ cần áp dụng đúng công thức thì chúng ta sẽ xoay và nó sẽ đạt được là những cái mặt theo theo từng màu riêng biệt. Cái thứ hai là chúng ta đi theo cái gọi là thuật sáng tạo heuristic, tức là đi theo cái lối tắt trong tâm trí để chúng ta tìm ra giải pháp, thì giải pháp đạt được nó sẽ nhờ vào đánh giá hướng tiến triển đến kết quả sau cùng. À, chẳng hạn như ví dụ là một số sinh viên thì chúng ta không cần đọc sách giáo trình, chỉ đọc bài giảng trên lớp, chỉ biết những nội dung có thể là một cách ngắn gọn để mà đạt được cái kiến thức đó và làm được bài thi. Rồi như vậy á, đó là cái cách mà những cái tiến trình chúng ta suy nghĩ và đưa ra quyết định. Cái nội dung tiếp theo đó là các bước mà chúng ta giải quyết một cái vấn đề cụ thể nào đó. Thì nhìn một cách tổng quát chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1 á, là chuẩn bị với cái hoạt động là mình sẽ xác định mục tiêu. Bước thứ hai là cái quá trình sáng tạo, tức là tìm ra giải pháp cho cái vấn đề của mình. Và bước thứ ba đó là một cái sự phán đoán. Nó nói về chuyện là chúng ta sẽ thẩm định những cái giải pháp mà mình đã tìm ra được đó, nó có khả năng đạt được cái kết quả như thế nào. Thì như vậy ở bước 1 cụ thể đó là xác định mục tiêu, đó là cho phép chúng ta thiết lập những cái biểu tượng ở trong tâm trí mình, chúng ta phân tích vấn đề, loại bỏ những cái dữ kiện thừa để đơn giản hóa vấn đề và xác định tập trung vào cái vấn đề chính nhất, quan trọng nhất, chính yếu nhất để mà mình giải quyết. Rồi chúng ta sắp xếp những cái dữ kiện chính đó và tìm ra cái mối liên hệ, cái sự liên liên hệ trong một cái hệ thống chứ không phải là những cái rải rác rời rạc. Bước thứ hai đó là bước sáng tạo để tìm ra giải pháp. Thì nếu mà vấn đề đơn giản, nó tương tự như cái kinh nghiệm trí nhớ mà chúng ta đã có sẵn, thì chỉ đơn giản là mình nhớ lại những thông tin đó và mình xử lý. Tuy nhiên đó, nếu vấn đề là phức tạp, là mới so với cái mà mình đã thấy được đó, thì đòi hỏi mình lúc này phải có sự tư duy để mà tìm ra những cái giải pháp mới. Tuy là có dựa trên những cái kinh nghiệm có sẵn, tuy nhiên như lúc nãy chúng ta nói là cần phải có một cái khả năng sáng tạo của bản thân mỗi người. Và cái bước thứ ba là bước phán đoán và thẩm định các giải pháp, thì đó là bước sau cùng mà chúng ta sẽ phán đoán cái tính chính xác của những giải pháp mà mình đã nghĩ ra được, đã tìm ra được. Nếu mà cái giải pháp ở trên của mình nó tương đối đơn giản, rõ ràng thể hiện được cái kết quả rõ đó, thì cái bước này đơn giản. Nhưng mà nếu giải pháp là tương đối mơ hồ hay việc hay không có một cái giải pháp nào là duy nhất, thì lúc này nó cái việc thẩm định nó sẽ khó khăn hơn. Rồi phần thứ năm sẽ trình bày cho chúng ta về những cái xúc cảm. Đây là một cái thành tố quan trọng của những cái hoạt động tâm lý, trong cái hoạt động tâm lý của con người. Thì như vậy chúng ta cũng nhắc lại đó là cái hệ limbic là cái vai trò quan trọng trong việc là biểu thị những cái xúc cảm và trong việc là gây ra những cái xúc cảm, gắn kết những cái xúc cảm cho những cái suy nghĩ của con người. Ngoài hệ limbic ra thì cái hoạt động xúc cảm của mình thấy là còn sự tham gia của vùng dưới đồi của hạt hạnh nhân thông qua các chất dẫn truyền thần kinh ở não và các hormone mà chúng ta đã được giới thiệu ở phần trước. Chúng ta thấy đó là khi mà tổn thương hai bên hạnh nhân đó thì cái kết quả mà biểu hiện ra con vật mà chúng ta quan sát được là con vật nó sẽ mất cái khả năng tự vệ, nó không phân biệt được môi trường, không đáp ứng đúng với những kích thích, và kích thích cường độ cao thì sẽ gây sợ hãi, gây trốn chạy hay là tấn công lại với những cái kích thích đe dọa đó. Khi kích thích ở vùng hải mã đó thì mình sẽ có ghi nhận được cái kết quả là con vật trở nên lờ đờ, cuồng dại hoặc là hung hăng. Về phân loại cảm xúc đó thì một cái phân loại cơ bản nhất đó là chúng ta sẽ có khoái cảm và trầm cảm, hai nhóm là khoái cảm và trầm cảm. Thì khoái cảm là mình đang chỉ những cái mà thuộc dạng cảm xúc hưng phấn, khiến con người trở nên vui vẻ, năng động. Đây là cái hoạt động phối hợp trạng thái hưng phấn của toàn bộ não, từ vỏ não cho tới vùng dưới vỏ luôn, có sự tham gia hoạt động của rất là rộng những cái vùng ở trong não bộ mình. Cái nhóm còn lại là cái nhóm mình gọi là trầm cảm đó, thì nó sẽ thể hiện cái tình trạng suy giảm tinh thần, bệnh nhân sẽ buồn rầu, chán nản, giảm những cái hoạt động, rồi mệt mỏi, lo lắng. Cả cái trạng thái là hưng phấn hay trầm cảm thì chúng ta thấy là đều có sự tham gia ức chế của vỏ não với các trung tâm dưới vỏ. Một cái giới thiệu cho chúng ta đó là về những cái sợ hãi và hung hãn, thì nó cũng là một dạng của xúc cảm mà tùy vào mức độ và nơi bị kích thích thì nó sẽ có cái sự đáp ứng là hoặc là sợ hãi hoặc là hung hãn, hoặc đôi khi nó có thể kết hợp cả hai, hoặc là có sự chuyển đổi qua lại của hai cảm xúc này. Sợ hãi thì mình sẽ thấy là biểu hiện bằng là sự chạy trốn, thu mình, quay đầu sang bên này bên kia toát mồ hôi. Sự hung hãn thì mình sẽ thấy là
Và cái sự sợ hãi này á, chúng ta gọi tên nó là bản ngã của cảm xúc, là bản năng của cảm xúc. Bởi vì nó là một cái cảm xúc cơ bản, một cái bản năng cơ bản của bất kỳ cái loài động vật, trong đó có con người. Nó là một cái cảm xúc mà chúng ta thấy là mang tính bẩm sinh, và chúng ta nó sẽ là một cái cảm xúc, cái cơ chế để mà bảo vệ cần cho cái sự sinh tồn của cái bất kỳ một cái động vật nào, để mà tránh những cái nguy hiểm, tránh những cái gây tổn thương nguy hiểm tính mạng cho cái loài vật đó, hoặc cho cụ thể là con người mình cũng mang những cái cảm xúc sợ hãi là cái quan trọng nhất. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy một số cái trạng thái mà mình thấy là thờ ơ, lãnh đạm, thì những cái trạng thái này sẽ cũng liên quan tới những cái cấu trúc của hệ limbic. À rồi, như vậy thì qua cái phần trình bày những cái nội dung ở bên trên đó, thì các bạn có cái ý kiến gì tham gia hay là có những cái gì còn thắc mắc không? Các bạn có thể chat lên cái khung đó. À, có một bạn đặt câu hỏi là cảm xúc có giống xúc cảm không? Thì câu trả lời là cảm xúc là thường chúng ta sẽ chỉ chung cho các loài động vật, còn cái xúc cảm đó thì thật ra cũng tương tự, nhưng mà mình nói cụ thể cho con người. Và cái khái niệm trong tiếng Anh đó thì chúng ta vẫn là cái từ emotion nha, để các bạn đọc sách hay đọc tài liệu đi. Hoặc là những cái sự vô thức. À, có một bạn hỏi về vấn đề là ví dụ về trí nhớ tiềm ẩn và trí nhớ rõ rệt. Thì như vậy nhắc lại là cái trí nhớ rõ rệt là những cái gì cụ thể mình trình bày ra được, mình nói rõ ràng ra được mà. Còn trí nhớ tiềm ẩn đó là chúng ta đang nói về một cái trí nhớ mà nó nằm ở phần mà chúng ta gọi là vô thức, và nó sâu ở bên trong, chẳng hạn như cái việc học tập của chúng ta, thì chúng ta ghi nhớ bài, chúng ta trả bài, chúng ta đọc lại cái bài học, những cái từ ngữ kiến thức khái niệm một cách rõ ràng ra được, thì đó chúng ta gọi là trí nhớ rõ rệt. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là cái trí nhớ mình nó không chỉ đơn giản như vậy, mà nó có những cái phần sâu bên trong về mặt những cái khái niệm, những cái hệ thống mà mình học và mình ghi nhận được, mà khi những cái khái niệm đó chúng ta đụng chạm tới, chúng ta tiếp xúc tới thì chúng ta có thể khai thác nó ra được, thì ở đó chúng ta sẽ gọi nó là trí nhớ tiềm ẩn ở cái phần tầng sâu bên trong. Thì như vậy trí nhớ tiềm ẩn đó là chúng ta thấy là chúng ta cũng có một cái quá trình khái niệm mã hóa những kiến thức, nhưng mà có một cái hoạt động tự động, chúng ta không ý thức rằng mình sẽ ghi nhớ cái đó, mình sẽ cố gắng nhớ cái đó, nhưng mà vẫn có một cái hoạt động để tự ý trong não bộ để ghi nhớ những cái kiến thức, những cái khái niệm mà chúng ta đã mã hóa. Quan trọng là cái quá trình mã hóa và khái niệm hóa những cái điều đó, đó thì cái phần sâu, cái phần gì cốt lõi đó thì mình sẽ gọi nó là cái trí nhớ tiềm ẩn. Và như vậy cái trí nhớ tiềm ẩn đó là những cái kiến thức được giữ sâu bên trong mà nó chúng ta có thể truy xuất nó để trở thành một cái trí nhớ rõ rệt.
khi mà có những cái kích thích liên quan tới những cái khái niệm, những cái điều mà nó đã được mã hóa. À, rồi như vậy bây giờ nói thêm cho các bạn cái quá trình trí nhớ đó. Thì như vậy khi mà chúng ta tiếp thu một cái kiến thức gì, mình học một cái kiến thức gì đó, học tập đó, thì như vậy khi mình tiếp thu học tập nó thì cái những cái kiến thức đó đi vào bên trong và nó luôn cùng lúc nó đi vào bằng hai quá trình. Thứ nhất là cái sự ý thức của bản thân mình về cái kiến thức đó, cái sự cố gắng có chủ ý của mình để ghi nhớ cái kiến thức đó. Bên cạnh đó đó nó vẫn có một cái hoạt động vô thức nó diễn ra song song và mình không không biết không không bởi vì nó là ở trong phần vô thức mà. Tuy nhiên nó vẫn diễn ra, nó vẫn ghi nhận những cái kiến thức, nó vẫn xây dựng những cái khái niệm và nó nằm ở cái tầng vô thức đó. Và như vậy á, thật ra là mình cũng không quá phân biệt những cái này cho nó kỹ lưỡng, mà ở đây nói cho tụi em hiểu là ngoài cái chuyện là chúng ta ý thức, chúng ta chủ động ghi nhớ một cái điều gì đó, thì cái hoạt động tâm lý của mình còn có một quá trình khác là quá trình vô thức nữa để mà hình thành cái gọi là trí nhớ tiềm ẩn. Và như đã nói, cái trí nhớ tiềm ẩn đó đó mình vẫn có thể truy xuất nó lên lại được khi mà có những cái khái niệm, những cái kích thích mà nó đúng với những cái khái niệm kích luôn mà chúng ta đã lưu trữ ở bên dưới, và chúng ta vẫn truy xuất để mà sử dụng lại những cái trí nhớ đã được, trí nhớ tiềm ẩn đã có sẵn ở bên dưới đó. À, các bạn còn cái câu hỏi thắc mắc gì nữa không? Thời gian nhiều, quyền lợi.
Nhân cái bạn hỏi về cái bước hai tri giác trong cái nhận thức cảm tính đó, là mình đang phân tích tổng hợp thì cái nhắc lại với các bạn cái khái niệm mà tri giác đó, tức là chúng ta trừu tượng hóa, chúng ta kết hợp những cái gì cảm giác thu nhận được vào bên trong mình, có bước xử lý những cái thông tin đó, và cái hoạt động này là chỉ có ở con người, và chúng ta chỉ có con người mới có những cái hoạt động tổng hợp đó, và tổng hợp ngày càng tinh vi, ngày càng phức tạp hơn. Còn ở động vật thì chúng ta thấy là chỉ có cái hoạt động những cái cảm giác, và để những cái cảm giác đó để mà liên kết với cái những cái bản năng về sinh tồn, đói, an toàn hay là sợ hãi để mà phục vụ cho cái bản năng sinh tồn của động vật thôi. Còn hoạt động tri giác là chỉ có ở con người, và nó sẽ ngày càng nó phức tạp, nó phong phú, sâu hơn. Như vậy đó, cái mục đích mà mình tìm hiểu những cái khái niệm về tri giác rồi cảm giác tri giác rồi tư duy đó, thì nó là một những cái hoạt động mà chúng ta sẽ ghi nhận, nhìn nhận về cái thế giới xung quanh của mình và về chính cái bản thân mình, để mình thấy một cái mối liên hệ giữa mình với thế giới xung quanh. Trong cái mối liên hệ có cái sự gắn kết hay là tách biệt, thì chính cái nhìn nhận đúng cái vị trí của mình trong cái mối liên hệ với cái thế giới xung quanh đó, là nó là một cái sự hình thành nên nhân cách của mỗi cái cá nhân. Mà cụ thể là cái hình ảnh bản thân của mình được đặt để trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh đó.
Nếu mà các bạn không còn cái câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ở ngày hôm nay ở đây nha mấy bạn. Rồi cảm ơn mấy bạn đã tham gia lớp học.